đất Bà Rịa Vũng Tàu. Xin kính chào cô chú chị, em là Điền đây. Hiện tại em đang đứng ở đây là ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cô chú chị. Và cái sau lưng của em Điền đây là mặt tiền đường nhựa. Mặt tiền đường này là đi trục đường chính đi ra tỉnh lộ 329 nha anh chị. Thì từ đây mà đi ra tỉnh lộ 329 thì khoảng vài trăm mét thôi anh chị. Và hôm nay em Điền sẽ giới thiệu anh chị một lô đất nằm ở ngay xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái lô đất em giới thiệu của chú anh chị đây là hiện tại là mặt tiền đường đá thôi. Cái đường nhựa em đang đứng đây là đường nhựa, là cuối đường là sẽ nối tiếp là đường đá anh chị. Đây em sẽ quay cho anh chị thấy rõ luôn là cái mặt tiền đường nhựa này. Mình sẽ đi ra trục chính gặp 329 anh chị, và mình rẽ bên tay phải nè, mình đi ra ngã tư Xuyên Mộc cũng như là chợ Xuyên Mộc, trường học, ủy ban. Và mình rẽ bên tay trái thì mình đi ra thị trấn Phước Bửu anh chị. Từ đây mà đi ra tỉnh lộ 329 đó thì khoảng là 700-800 mét gì đó thôi. Và cái hướng vào trong này là hướng vào Đức Bình. Hết cái đường nhựa này mình sẽ nối tiếp đường đá, mình xuống vài chục mét là mình sẽ tới Đức Bình anh chị. Bây giờ em sẽ đi vô đây. Anh chị có thể thấy cái đường đá của mình, đường đá này là đường đá nối tiếp với lại cái đường nhựa hồi nãy em quay đó anh chị. Thì cái đường đá này rộng khoảng là 4 mét anh chị, thì đường ô tô đi thoải mái. Và cái hướng mà mình đi vô đây anh chị thì cũng không phải là đường cục mà đường khu dân cư vào khu dân cư thôi, và có cái đường mòn nó nhỏ nhỏ nó sẽ thông ra cái đường nhựa ở phía bên này. Ở đây thì dân cư cũng khá là đông rồi anh chị. Cái miếng đất em giới thiệu đây là miếng đất có thổ cư anh chị, và có diện tích là ngang là 9m7 và sâu một cạnh là 38m và một cạnh 33m anh chị. Đây em xin giới thiệu cái miếng đất đây. Đây từ ranh này anh chị thấy, anh chị có thể thấy cái cụm nhỏ này qua tới cái trụ cao này là 9m7 anh chị. Và chiều sâu một cạnh này là sâu 38m và sâu cạnh bên kia là 33m. Và cái hậu của mình là 8m anh chị. Và có sẵn 100 thổ cư. Thì không phải là cái đất mình top hậu anh chị. Nó đất mình nó xéo theo đường á, nên là ăn thêm một tiền đường nhiều. Chứ mình đo góc luôn vuông góc thì là 8m thôi. Có sẵn 100 thổ cư. Và cái vị trí em đang đứng đây thì dân cư đông, và ra thị trấn cũng gần, và ra trung tâm xã cũng gần anh chị. Đây, xung quanh đây chị có thể thấy nhà xung quanh hết rồi. Đường này thì cũng tương đối là rộng rồi, chứ không có rộng lắm, thì 4 mét là ô tô đi thoải mái rồi. Ô tô vô tới đây thì vô tới Đức mình quay đầu là cũng là được. À, anh chị, cái trước cái phía bên này nè, phía bên này nè anh chị, có ở bên phía bên này cách qua nhà này có một cái con đường quy hoạch sẽ phóng từ cái trục chính đó, trục chính đường nhựa đó, nó phóng thẳng xuống là thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm thương mại, là cái hướng đi ra bệnh viện đó. Thì đường nó phóng ra thì từ Đức mình đi ra cái chỗ thị trấn thì sẽ rất là gần anh chị, rất là gần luôn. Và ở chỗ em đây mà xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 10 phút 15 phút đi đường anh chị. Hiện tại cái khu vực em đang, cái bất động sản mình ở đây là đã có điện đài tới nơi, và đang sử dụng là nước máy nha anh chị, đang sử dụng là nước máy. Và gia chủ của mình đang muốn kêu bán cái miếng đất này là hết lô luôn, là 1.650 tỷ anh chị, có thương lượng bất giấy tờ. Trước mặt màn hình cô chú anh chị đây là cái vị trí mà em đang ở ngay vị trí đất của mình. Anh chị có thể thấy nè, đây đất mình là sẽ có ngang là 8m ha, và sâu là 38m, có 100 thổ cư.
xin lỗi anh chị, 9m7 mặt tiền anh chị. Và cái đường này là cái đường mà hồi nãy mình quay cái đường nhựa này anh chị. Tới hết đường nhựa này có đường đá nè. Đây anh chị có thể thấy đường là thông thương nha anh chị. Và này, anh chị thấy từ trục chính này, chỗ mình là trục chính đi ra 329 khoảng mấy trăm mét. Và mình đã bên tay phải mình đi chợ Sư Mộc này. Và đường chợ Sư Mộc thì ngã tư đó thông thương tất cả anh chị. Đây, anh chị. Và cái hướng ngược lại mình đi vô, mình sẽ đi ra được quốc lộ 55 nè anh chị. Đó. Và ra những cái chỗ mà hôm tây dòng sông xanh nè. Và cái hướng 329 mình đi xuống nè anh chị. Đó. Là đi thị trấn Phước Bủ nè anh chị có thể thấy. Dường như là mình giống như là Đức mình nằm trong cái vị trí khu mà nó kiểu là tam giác vàng anh chị. Đây. Và cái đường quy hoạch của mình, đường quy hoạch của mình em có nói là nó sẽ phóng thẳng xuống đây anh chị. Nó phóng thẳng xuống xuống như này ha. Xuống như này. Và tiếp nối với lại là đường 34A của thị trấn Phước Bủ. Rồi anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em đi. Em Điền sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế lô đất của mình. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.